xin chào mọi người cái video này mình sẽ nói về Salana Salana và Salana ngày bây giờ là 10 giờ 16 phút tối ngày 12 tháng 2 năm 2004 cái video này mình sẽ nói nhanh hơn những cái video thường lệ bởi vì sao giá cả đang bay 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 hồi sáng mình có làm cho bạn một cái video về BTC trong xe và mình nói ngày hôm nay là cuối <laughs> hôm nay là đầu tuần là thứ hai khoảng cỡ giờ tối là nó sẽ bay 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 thì vừa rồi nó cũng đã bay một khúc rồi ok thì tiếp tục vô giá của nè ngay bây giờ là 107 nó đang nằm ở ngay cái đường chỉ cổ mình đã chia sẻ cho bạn đường chỉ cổ của cái vai và đầu đây là vai ok đây là đầu đây là vai đây là vai ok đường chỉ cổ của nó vừa rồi là 106 107 vừa rồi như vậy nó phá vỡ đường chỉ cổ đi lên ok rồi nó retest lại rồi bây giờ đi lên lại Nhớ Đây là vai Nghe và nhớ Đây là đường chỉ cổ là 106, 107 Nó phá vỡ vừa rồi Nó đã lên được bao nhiêu Nó đã lên tới 110 Sau đó nó retest xuống lại Ok Cũng giống như cái khu vực này Nó retest xuống lại thôi Chứ không gì hết Nhưng vừa rồi nó hơi sâu chút xíu Rồi bây giờ nó bùng lên lại Ok Thì vai và đầu có diễn ra hay không Và nếu nó diễn ra như vậy Thì nó sẽ đi đâu Ok Vô đây là đầu đây là vai vai ok đường chỉ cổ đây là 106 107 vừa rồi nó retest nè ok nó cũng giống như cái mũi này tôi đây khung này này ok nó tạo một cái nho nhỏ lên rồi xuống lại rồi lên lại ok thì ngay bây giờ là 106 107 vô à, mở mình sẽ mở nó lên ok mình sẽ đi lại vài thông tin chút xíu mà mình sẽ đi rất nhanh ok vừa rồi là cái đáy của nó là con giá là 79 ok là cái vùng mua 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 vừa rồi nó lên như vậy nó lên năm sóng ok thì đó là cái sóng số 1 ok sóng số 1 sau đó là cái sóng hồi của nó là sóng số 2 Ok sau khi năm sóng đi lên thì mình có cần ba cái sóng hồi ok là a b và c thì chuyện đó đã xảy ra cái kế tiếp là mình cần năm sóng đi lên ok năm sóng đi lên thì vừa rồi về đếm sóng nhỏ thì đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5 cũng đã kết thúc cũng đã kết thúc thì vừa rồi là sau khi năm sóng đi lên như vậy mình cần những cái sóng hồi thì vừa rồi nó cũng có một sự hồi giúp nho nhỏ ok đó là cái sóng có thể là mình gọi đó là cái sóng số số hai nguyên cái cái từ đây đi lên năm cái sóng nhỏ màu xanh này á thì đó là chỉ là cái sóng nhỏ của cái sóng số 1 này thôi. Sau đó là mình cần cái sóng số 2, sau đó mình cần cái sóng số 3, cần sau đó mình cần cái sóng số 4 và sau đó mình cần cái sóng số 5. Cái sóng số 5 ngay bây giờ cái con giá nó đem lên á khoảng cái cái target kế tiếp của mình á là 134, 140 là cái sóng số số 3 lớn. À cái sóng số 3 lớn là sóng nào? Tất cả sự cái sự bay bổng từ 79 lên cái đỉnh vừa rồi của nó đây là 106 á, đó là sóng số 1. Đây là sóng số 2, nghe ba cái sóng hồi đây là sóng số 2 và cái sóng số 3 nghe sóng số 1 này, sóng số 2 này, sóng số 3 là đây. Và cái sóng số 3 nó sẽ đem tới những con giá này 134, 140, 150, vân 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 vân. Ok. Thì ngay bây giờ mình đang trải nghiệm cái sóng số 2. Ok vừa rồi là có thể sóng số 2 đã kết thúc Nghe Nhớ đây là cái chống lưng của sóng số 2. Và vừa rồi cái 103.7 vừa rồi nó rơi vào cái bao nhiêu? 103.3. Ok. Và nhớ là cái đường chỉ vàng này á mình đã đi với nhau rất lâu rồi, nha, cái đường chỉ vàng bất cứ một cái thứ gì mà mình bỏ nó thành màu vàng ở trên cái màn hình có nghĩa rằng á là cái bạn nên để ý, để ý cho nó. Ok thì đây vừa rồi cái đường chỉ vàng và nó xuống như vậy, nó hồi như vậy nó chống đúng ở cái đường chỉ vàng luôn. Ok rồi sau đó nó nó bay lên. Thì bây giờ nhớ là cái sự cái sóng số 2 này nè. Ok sóng số 2 này miễn sao nó vừa rồi là nó nó nó, nó rờ rẫm được ở dưới cái cây cái, cái 103. Nhưng mà miễn sau sóng số 2 á nó nằm trên con giá 96. Nghe 96, 96 thì mình mới có sóng số 3 xảy ra. Và sóng số 3 á, thì để mình dán luôn cho bạn một con số để cho bạn dễ dễ nhớ hơn. Sóng số 3. Sóng số 3 á, nó đáp cánh đâu khoảng cỡ 125. Nghe, và sóng số 5 á sẽ đáp cánh đâu khoảng cỡ 134. Đây mình để sát nó 134 luôn. Đây thì mình đổi nó thành mẫu À, cái này thì mình đổi nó thành một xanh nghe sóng số 3 nghe sóng số 3 này đáp cánh đâu khoảng có 125 sóng số 5 đáp cánh đâu khoảng 134 ít nhất ừ, ít nhất nghe có thể là lên tới 140 lần ok thì ngay bây giờ là vừa rồi đây là gọi là cái uh, nó sự bay bổng của giống như ở đây thôi chứ gì hết nghe nó retest xuống lại rồi bây giờ nó lên lại thôi ok à, ngay bây giờ BTC cũng đang bay nhưng nhớ là cái sóng 62 này, này nó có thể xuống tới cái vùng 96 lần miễn sao 96 vẫn dở chống được thì nó sẽ tiếp tục lên lên và lên 96 là con giá quan trọng đó là cái tín hiệu đầu tiên nha tín hiệu đầu tiên nhớ đây là cái chống lần đầu tiên của mình là 96.4 đây mình nói là nếu mà nó nằm dưới con 94 á 96 cho 96 thì đó đó là cái tín hiệu đầu tiên là nó nói lên câu chuyện á cái vai và đầu này nó sụp đổ sụp đổ nó không vai vào đầu không diễn ra nữa, nó không bay bổng lên nữa. Nếu nằm dưới con giá 96, đây là cái tín hiệu đầu tiên sự sập đổ đầu tiên. Số 1, tín hiệu nè, down 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 xu 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 Tín hiệu thứ hai, cái sự sập đổ vai vào đầu không được diễn ra. Đây là cái đáy trước khi nó bay á. Đây là cái đấy, cái đáy vừa rồi của nó là con giá là 93. Đây, 93. Tín hiệu thứ hai sập đổ có nghĩa là vai vào đầu không diễn ra. Nhưng mà cái quan trọng á, cái quan trọng là cái con giá 84 mình đã lập đi lập lại 5 10 lần, 20 lần cho bạn rồi. 84 nếu rớt dưới 84 đó là tín hiệu thứ ba vai và đầu sẽ không được diễn ra mình cho bạn tới ba bốn cái lần rớt dưới 96 ok vai và đầu không được diễn ra 93 vai và đầu sẽ diễn ra số 2 ok tín hiệu cái đây số 3 nè xác thực xác thực okay. vai và đầu không được diễn ra là chỉ còn 8 84 lần 84 lần và cái con gái cuối cùng là cái đáy vừa rồi của nó là 79 nếu cắn dưới 79 luôn nghe cắn dưới 7 là cái số 4 số 4 này xác thực xác thực ok đây là số 1 xác thật xuống Số 2 xác thật xuống Số 3 xác thật xuống Và đây dưới con giá 79 là có nghĩa là vai và đầu sẽ không được diễn ra Có nghĩa là sập 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 Và nếu nó sập như vậy thì nó sẽ rơi vào cái vùng này Cái vùng này Nhớ cái câu chuyện lên của nó vừa rồi đó Mình tắt đi tất cả mọi thứ Đây ok Rõ ràng là về đếm sóng lớn thì nó mới là chỉ là nó mới bập bên ở dưới đây à Mới sóng 1 à Sóng 2, sóng 3, sóng 4 Và sóng 5 Nó 5 Nhớ là cái sóng 5 này nó chỉ là cái sóng 3 lớn, sau đó mình còn có sóng số 4, và sau đó là cái sóng số 5 nó lên tới con giá là 190, 200 mấy. Ok, thì mình mới dám nói là gọi là cái 79 là đấy, 79 vừa rồi là đấy, 79 vừa rồi là đấy. Còn ngay bây giờ là quá sớm, quá sớm và quá sớm. Nhớ, vừa rồi cái sự này á, cái sự bay bỏng 5 sóng đi lên á, đó là sóng số 1, đây là sóng số 2. Tạm thời thì mình để sóng số 2 ở đây nghe tạm thời mình để sóng số 2 ở đây nếu mà nó sập lại cái đầu tiên sập dưới 96 sập sập dưới nghe sập dưới cái con giá 93 93 thì mình sóng số 2 sẽ được luân chuyển qua anh đây bởi vì vậy nghe đây sóng số 2 tạm thời sóng số 2 để đây đúng không bởi vì vậy mình để cái câu cái gọi là cái dấu dấu hỏi ở đây sóng số 2 đã kết thúc ở đây chưa nghe và ngay bây giờ quá sớm để nói lên bây giờ quá sớm để nói lên cái câu là sóng số 2 đã kết thúc ở đây bởi vì vậy mình chưa chưa dám bởi vì vậy mình để thêm một câu hỏi nữa nếu nó sập lại ngay bây giờ thì nó sẽ rơi vào cái vùng cái vùng này vùng này miễn cái quan trọng cái con giá cực kỳ quan trọng nhất đây 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 là mình đi cho bạn cái là cái con giá 83 83 83 83 83 84 84 nói lộn 84 con giá 84 chống được xác suất vẫn là lên 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 ok lên 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 nhưng sập dưới con giá 84 á ok thì có nghĩa là vai và đầu không được diễn ra Nhớ là bạn tắt đi tất cả mọi thứ. Cái vai này nè, bạn có thấy cái vai này không? Là okay, cái cái vai này nó dây dưa tới cái vùng này lận 80 85 lần Có nghĩa cái vai này vẫn có thể dây dưa xuống thêm được nữa chứ không phải là không tạo một cái vai mình gọi là một cái vai thấp hơn. Ok, ngay bây giờ cái vai của nó, nó mới ở trên đây à, 93 đúng không? Nhưng mà nó xuống tới 85 vẫn được nhưng mà rất xuống 84 thì có nghĩa là cái hình hài về cái hình hài về về cái structure vai và đầu sẽ không được diễn ra. Còn giá là 84 lần Nha. cái vai này nó có thể xuống thêm được cũng được tạo một cái vai thấp hơn cũng được nha thì con giá là 84 ok 84 à, uh, xác suất cho những cái ok để mình uh, để mình đi lại chút xíu ha tất cả những thứ này vừa rồi con từ giá 79 đi lên đó, đó là chỉ là cái sóng số 1 thôi vừa rồi mình dán sóng số 2 ở đây là con giá 93 93 ok và sóng số 3 đang được diễn ra là nó nó rơi vào có con giá không khoảng khoảng 104, 134, 140 nhà đó là chỉ là cái sóng số 3 lớn à. Còn tất cả những cái sóng nho nhỏ mình kèm theo ở trong đây á, là là gọi là để để mình biết đường lối để bằng chốt đơn thôi. Sau khi sóng số 1 xảy ra, ba sóng mồi A B C đây là sóng số 2. Ok, sau đó là mình cần năm sóng đi lên đây, 1 2 3 4 5 năm sóng đi lên. Ok, năm sóng đi lên sau đó mình có những cái sóng hồi. Đúng không? Đó là sóng số 1 lớn của cái sóng này thôi, năm sóng đi lên. Năm sóng này chỉ là sóng số 1 lớn này thôi. Sau đó mình có những cái sóng hồi. Đây vừa rồi nó đã hồi và nó hồi gọi là cái nó có thể xuống sâu hơn cũng được nhưng nó nó ngừng ở đúng 103, 103 có nghĩa là ít nhất có thể nghe miễn sao nó chống được 50 trên 96 ngay bây giờ xác suất là lên 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 ok và vừa rồi nó chống khá là ok bởi vì vậy xác suất là lên 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 và con giá sóng số 3 là gì 125 125 là con giá kế tiếp kế tiếp nghe kế tiếp à, thì nó là vậy vừa rồi là BTC đang đang bay thì nó là cũng có xuất phát là đang bay nhưng không có nghĩa là sóng số 2 không có thể là hồi hồi, hồi thêm được nghe có bây giờ nó có thể sụp đổ đi xuống cũng được miễn sao nó chống ở 60 trên con giá 6 96 thì mình có sóng số 3 đang được diễn ra nghe nhớ cái vai vào đầu này vai vào đầu đấy đây bạn có thể thấy là nó có thể xuống tới con giá 95 lần 95 lần nghe 95 lần tạo một cái vai, cái vai bên đây sâu hơn cũng được, nhưng mà rất dưới con giá 94 là cái chỗ đó là gọi là cái vai vào đầu không được, không sẽ không diễn ra rồi. nghe, bởi vậy, à, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận chứ không phải là mình thấy nó bay bổng như vậy. cái okay, là là mình 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 nhảy vô liền, bởi vì ngay bây giờ là nó mới tạo ở đây thôi. nghe cái vai, nghe tạo ở đây, nó nó nằm ở cái vùng này thôi. nghe, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. cái okay, vừa rồi nó có một sự bay bổng lên rồi nó hồi lại nè okay. nhưng để ý, nếu cái tín hiệu đầu tiên á. Ok thì đây là vừa rồi là nó lên được tới 110 đúng không? Thì bây giờ mình có thể vẽ một cái một cái đường chỉ đi ngang đi. cái okay, đường chỉ đi ngang. Ok. Và đường chỉ đó là mình sẽ đổi nó thành màu đỏ luôn. Ok. Để mình xác thực là nó nó nó, hồi lại rồi nè. Rồi bây giờ nó bay lên luôn đúng không? Thì đây là cái đường chỉ nè, đây là đường chỉ. Mình vẽ một cái đường chỉ vừa rồi đây là mình vẽ đây cho bạn, 110. Và mình sẽ dán một cái con giá ở đó luôn là 110 đúng không? Khoảng cái 110 cái đấy cái đỉnh vừa rồi của nó là 110. Và không chỉ vậy luôn Mình cài đặt luôn một cái báo thức Ok Nếu nó lên lại được khoảng cỡ 110 Ở đây, đây tới 110 mấy lần 110.81 lần cho nó chính xác Ok Nếu nó lên tới cái vùng này Ok Thì nó cũng giống như là cái vai ở cái vùng này Ok Cái khoảng này Thì nó sẽ lên thêm một khúc nữa Ok Thì mình có thể vô một cái lệnh long Ok Cho những anh em nào chơi tương lai với tín hiệu spot của mình đúng không? Thì tới cái vùng này là Ok thì mình có thể quất một cái lệnh lon lên. Ok. Và lệnh lon lên nó khoảng có 125. Nhớ lúc nào mình cho bạn 125, lúc nào mình cũng khuyên là mình khoảng bạn xả khoảng có 120, 121, 122 thôi chứ không phải hẳn là đúng một con giá như vậy 125. Ok. Còn nếu mà nếu mà rớt xuống thì mình mua vô ở cái vùng này, vùng này. Miễn sao mua vô từ từ thôi. Nghe miễn sao là nó nằm ở dưới cái con giá. Nó nằm ở dưới nó nằm giữ được trên con giá 96 là mình mình thu ok bởi vì giữ được trên 96 thì cái vai vào đầu uh, ok xác suất là nó lên tiếp còn không khó là sẽ tạo một cái cái vai sâu hơn sâu hơn uh... ok vai vào đầu đang được diễn ra ok vai vào đầu được diễn ra miễn sao chống được trên 984 xác suất vẫn là lên 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 nhớ là cái vai cái vai này nó có thể hồi sâu hơn lại vẫn được chứ không có gì hết nha vẫn được chứ không có gì hết nha Miễn sao chống được trên 84, 84 thì vẫn là lên 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 lên. Ok. À, về cái vấn đề mà bay bổng vừa rồi. Đây đây gọi là bay bổng vừa rồi á. Đây sống số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 này á. Gọi là nó nó tạm ổn để sử dụng bởi vì bạn có thể thấy là sống từ 2 tới 3 đó. Nó rất là nó không dài bao nhiêu. Và từ 3 tới 4 bạn thấy không? Thường thường á, cái sóng từ 2 tới 3 là cái sóng dài nhất nhưng ở đây bạn có thể thấy là bạn dán đúng sóng số 4 ở đây á, và sóng số 5 ở đây á, gọi là từ 3 tới 4 và từ 4 tới 5 nó khá là bằng nhau luôn á. Nó cái nó gọi là nó không có hoàn hảo, hoàn hảo. Nó không hoàn hảo. Bởi vì nó cái sự nó không hoàn hảo như vậy á thì mình đặt ra câu hỏi lạng hoạn sóng số 2 á, không phải là ở đây. Lạng hoạn sóng số 2 nó sẽ hồi lại tới cái vùng này lực Thì nó là vậy. Gọi có nghĩa là cái vai của nó có thể xuống sâu hơn Thì nó là vậy nghe Bởi vì vậy mình chưa có tin tưởng nghe tin, tin tin tưởng là nó sẽ bay lên một cái vèo đi lên luôn lạng quạng nghe nó sẽ tạo một cái vai thấp hơn tới cái vùng này lận miễn sao nó giữ trên trên 84 thì thôi nghe bởi vì vậy mình vẫn cái con số sóng số 2 có thể dời từ đây qua bên đây vẫn đang nằm trên bàn cho bạn ok vậy thôi miễn sao mà nó có hồi 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 Nghe, mà nó hồi tới cái vùng này miễn trao chống được ở trên 84. 84 thì thì nó vẫn là lên 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 đây. Dưới under 84 thì nó mới là xuống 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 xuống. Còn trên 84, đây mình ghi thêm một lần nữa đi ha, ghi ra đây luôn. Above, ok. Above 84 là bullish. Ok là up lên 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 ok thì nó là vậy nghe ok uh, lên 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 và và lên ok dưới 84 rơi vào cái vùng này ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này vừa rồi là mình gửi đúng cái tín hiệu của BTC trước khi nó bay bổng ok cho những người nào coi kịp 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 ok thì chúc mừng chúc mừng anh em đã vô được hàng và chúng một cái đơn khá là ngon lành ok vừa rồi nó nó xuất phát từ con giá là 47 Nga 479 Vừa rồi như vậy là nó lên đâu khoảng cỡ 2.000 đô nghe 2.000 đô uh, 479 Ok 1.000 đô 1.000 đô 1.000 đô, đô mấy à. Một cách rất là nhanh còn và lại. Ok Chúc mừng Chúc mừng Vậy thôi Xin chào mừng